Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Phùng Ngọc Huy đã đoàn tụ với con gái là Vi tại Việt Nam, hoàn thành ước nguyện và đón chào cuộc sống mới sau 8 năm khó khăn ở Mỹ. Phùng Ngọc Huy quyết định xuống tóc. Anh dự định về Việt Nam vào tháng 8 đón con gái là Vi sang Mỹ định cư. Trước khi trở về Việt Nam, Phùng Ngọc Huy quyết định thay đổi diện mạo. Anh cạo trọc đầu gây bất ngờ, buông bỏ mái tóc sau 40 năm gắn bó. Cảm ơn vì tất cả, diễn viên chia sẻ. Động thái của diễn viên Cống Mặt Trời gây hoang mang, không ít người lo lắng sức khỏe tinh thần của anh. Để trấn an khán giả, Phùng Ngọc Huy cho biết anh thực hiện theo mong muốn, được vướng mắc vấn đề gì. Thông qua video trên kênh cá nhân, Phùng Ngọc Huy chia sẻ tôi có ý nguyện. Khi bản thân thực hiện được điều mong muốn, tôi sẽ cạo trọc mái tóc này. Nam ca sĩ vừa hoàn thành thủ tục trở thành công dân Mỹ hồi tháng 6. Hành động của anh với mong muốn khép lại những năm tháng vất vả, cực nhọc nơi đất khách quê người mà mở ra tương lai mới. Anh mong khán giả thông cảm cho quyết định của mình vì đây là lời hứa anh mời Huy đi show trong hình ảnh. Không có tóc như vậy mong mọi người thông cảm. Tôi đã hứa vì sự hiện, không chờ đến thời điểm đi show, Phùng Ngọc Huy trả lời. Trong 8 năm định cư ở Mỹ, Phùng Ngọc Huy trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thời gian đầu anh bán mỹ phẩm, sau đó livestream bán hàng online, kết hợp hoạt động nghệ thuật. Nhờ sự chăm chỉ chịu khó, ca sĩ vốn tích cóp dần ổn định cuộc sống. Ước mơ của anh là đứa con là Vi sang Mỹ. Tôi tập trung công việc kiếm tiền hàng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, tôi thích chớ bé đi học. Dù có vất vả, tôi cũng không muốn làm điều vất vả đó. Phùng Ngọc Huy tâm sự trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Phùng Ngọc Huy cho biết anh về Việt Nam trong tháng 8 và sớm đoàn tụ cùng con gái là Vi, con chung của anh và cố diễn viên Mai Phương. Hồi tháng 3 năm 2020, ca sĩ từng ý định đưa con gái sang Mỹ, sống nhưng kế hoạch bị trễ hoãn vì tình hình dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua là Vi bảo mẫu nuôi dưỡng học tập ở trường quốc tế tại Việt Nam. Anh vẫn liên lạc và đều tặng quà cho con gái vào những dịp đặc biệt. Trên trang cá nhân báo mẫu là Vi chia sẻ hình ảnh chụp kỷ niệm cùng cố diễn viên Mai Phương, cô úp mở lời hứa với người qua cố sắp được thực hiện hóa. Vào chiều 21 tháng 7, Phùng Ngọc Huy đã đăng tải bức ảnh chân dung trên mạng xã hội kèm thông tin sau một tháng xuống tóc, giờ tóc của em đã. Phùng Ngọc Huy và Mai Phương thông báo chuyện có con chung là bé là Vi vào năm 2013. Sau khi Mai Phương qua đời, con gái Phùng Ngọc Huy sống ở thành phố Hồ Chí Minh và được hai cô bảo mẫu chăm sóc nuôi dưỡng. Nam ca sĩ từng tiết lộ lý do chưa thể đón con gái sang Mỹ vì còn vướng nhiều thủ tục giấy tờ. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư từ năm 2015. Tại đây công việc hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ bị hoãn trễ, nên anh chuyển hướng kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm. Vì sau, Phùng Ngọc Huy chủ yếu bán hàng ăn vặt trên online. Nam ca sĩ tâm sự mục tiêu lớn nhất của anh là được đón là Vi sang Mỹ. Phùng Ngọc Huy là nam ca sĩ, nhưng chuyến đóng phim, anh mới gặt hái được một vài thành công. Công chúng biết đến Phùng Ngọc Huy không chỉ vai trò là ca sĩ mà còn là bạn gái cũ của diễn viên cũ Mai Phương, đồng thời là những cha ruột có con gái của cô. Sự nghiệp của anh cũng gặp nhiều thăng trầm. Hiện tại Phùng Ngọc Huy còn hoạt động tại Việt Nam và chuyển qua nước ngoài. Phùng Ngọc Huy từng có thời gian theo học ngành y, nhưng anh lại bối xử giữa chừng và đuổi sự nghiệp ca hát. Lúc đầu nam diễn viên đi hát tạm tại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.